Đây luôn nè. Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về máy hát đĩa nha. Với một bộ bàn ăn bằng gõ, giường thì bằng cẩm lai, với đồ đồng, phù điêu, để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Với gốm sứ cũ nha. Đó, đồ cũ để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Đó, đây là một cái bình gốm sứ cho cô chú anh chị mình ha. Mã số 1K. Chiều cao của nó luôn là 2 tấc 2. Đường kính miệng là 1 tấc 1. Đó, chu vi bình của nó luôn là 69 nha. Đó, đây. Cái này là hàng của Nhật nha cô chú chị mình ha. Đó, tuổi đời khoảng tầm những 20-30 năm. Đó, người ta xài cũ rồi nha. Đó, nhưng mà còn nguyên si là lặn luôn. Cái này em giao lưu là 1 triệu. 1 triệu em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Mã số 2K cũng là gốm sứ Nhật luôn. Đó, đường kính dài là 32, bề ngang của nó luôn là 22. Lọt lòng cái bình bông này đựng của nó luôn là 1 tấc 3. Đó, mã số 2 cũng là gốm sứ Nhật luôn, nhưng mà hình con sò rất là đẹp nha quý cô chú mình ha. Đó, cái này thì em giao lưu là 900.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, tới một cái bình nha cô chú anh chị mình ha, cái bình hoa. Đó, rất là đẹp. Đó, cũng là gốm sứ luôn. Mã số 3K. Chiều cao là 3 tấc nha. Dài là 1 tấc 9, bề ngang này lớn nhất của nó luôn là 1 tấc 1 nha. Đó. Cái này thì cũng là giá là 900.000 luôn, em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Đây. Đó, tới hai cái tô nha cô chú anh chị mình ha, tô nhỏ rất là đẹp luôn. Đây. Đó, dưới đế của nó là có ký hiệu có mộc dưới đế này nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Bề ngang là 1 tấc 3. Chiều cao của nó luôn là 9 phân. Hàng thì liền lạc là lặn luôn. Đó, đồ này là đồ cũ nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đã qua sử dụng rồi, mã số 4K. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, cặp tô này thì có giá là 800.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây, em có 4 cái ly pha lê nha cô chú anh chị mình ha. Đó, pha lê màu trắng. Mình có thể đựng trà cũng vẫn được luôn. Đó, chỉ có 4 cái ly thôi. Đó, cô chú anh chị mình xem ha. Đó, đồ pha lê rất là đẹp. Đó. Đây, nó kèm theo là 4 cái dĩa của nó luôn nha. Đó, 4 cái dĩa thì giống như là bằng nhôm, bằng inox gì đó nha cô chú chị mình ha. Đó, 2, 4, 5, 5 cái ly. 5 cái ly này thì em giao lưu là 900.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó, mã số 5K. Đó, 5 cái ly nha. Đây, tới 3 cái tô hoa văn vẽ tay. Hàng thì liền lạc là lặn luôn nha, tô chiếc yêu. Đó, cái kiểu này là kiểu tiếng yêu nha cô chú chị mình ha. Đường kính miệng là 1 tấc 7. Chiều cao là 8 phân. Mã số 6 rất là đẹp, liền lạc luôn. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. 3 cái tô này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn, cũng có giá là 900.000 bao ship toàn quốc nha. 2 cái tô pha lê. Đó, cô chú chị mình xem giùm em cái lồng trong nha. Mã số 7K, rất là đẹp. Nói chung là hàng thì nguyên si. Đường kính của nó là em lọt lòng, cái tô là 1 tấc 6. Chiều cao này khoảng cái 5 phân. Đó, cũng là liền lạc luôn. Đó, rất là đẹp. Đó, hai cái này thì có giá là 800.000, em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đây, tới dĩa con cá pha lê. 2, 4, 6, 8 cái dĩa. 8 cái dĩa con cá pha lê nha cô chú chị mình ha. Đó, cô chú chị mình nhìn đồ pha lê là không có một miếng bọt bèo luôn. Đó, dưới đây là có tên, có ký hiệu nha. Có tên, có ký hiệu luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, nhìn sơ thì mình đã biết rồi. Đó, đây cái tên là dưới ký hiệu nằm dưới này. Đó, dưới này giống như là đồ của tiệp với nha cô chú chị mình ha. Đó, pha lê tiệp nó rất là đẹp luôn, hình con cá. Để em đo chiều dài cái dĩa nha. Cái dĩa dài là 2 tấc 7. Bề ngang của nó luôn là 2 tấc 1. Đó, 8 cái này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2 triệu. 8 cái, mã số 8 có giá là 2 triệu nha. 3 cái tô pha lê. Đó, pha lê đá rất là đẹp luôn, nó cắt cái kiểu đá nó rất là đẹp. Đường kính là 1 tấc 7. Chiều cao này của nó luôn là 9 phân.
Đó, nó cắt khía rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây. Ba cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 900 ngàn. Bao ship toàn quốc nha. Còn một cái dĩa pha lê cuối cùng. Đó, một màu xanh nha, ngọc bích rất là đẹp luôn. Đó, bên đây là do bị lỗi lò, nó bị cái gắn để mình cầm nè. Đó, chứ không phải là lỗi nha. Đó, cái gắn này để mình cầm nè. Còn bao nhiêu là đồ nguyên si là lặn luôn nha. Đó, màu xanh nha, rất là đẹp. Đường kính bề ngang là 2 tấc 2, chiều cao này khoảng có 5 phân. Dĩa này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 700 ngàn, bao ship toàn quốc nha. Đó, tới đồ gốm Biên Hòa, cặp cá mã số 11K, chiều dài 29 phân, bề ngang là 18. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha, gốm Biên Hòa xưa. Cặp này thì em giao lưu là cô chú anh chị mình luôn có giá là 500 ngàn, em bao ship toàn quốc nha. Đây, một cái kiến nha. Đó, một cái khung để hình hoặc là mình để kiến cũng vẫn được luôn, chất liệu là bằng đồng. Đó, chuẩn đồ xưa nha cô chú anh chị mình ha. Cái này thì khoảng có 30-40 năm trở lên, chiều cao là 2 tấc 8, bề ngang của nó luôn là 2 tấc rưỡi, mã số 12K. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn có giá là 900 ngàn, bao ship toàn quốc nha. Đây, những cây đèn. Đó, đèn của Pháp xưa nha cô chú anh chị mình ha, chất liệu bằng đồng nguyên cây, lam là pha lê hai da. Đó, vẽ tay rất là đẹp, mã số 13, bầu này được nửa lít dầu. Đó, ống khói bút mực nha cô chú anh chị mình ha, vẫn xài tốt bình thường. Cây này thì em giao lưu là 2,3 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Đó, 2,3 triệu bao ship luôn nha. Đó, tới cây mã số 14K cũng là có lam luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, bầu pha lê, chân là Atimon, chiều cao của nó luôn là 60, đường kính bầu là 1 tấc 2. Đó, bầu này được nửa lít. Đó, vẫn xài tốt bình thường. Cây này là 2,9 triệu, bao ship toàn quốc nha, mã số 14K. Đó, tới cây mã số 15, chất liệu bằng đồng nguyên cây. Đó, vẫn xài tốt bình thường, tim vẫn dặn lên dặn xuống bình thường nha. Đó, cây này thì có giá là 2,3 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn nha. Đây, mã số 16K. Đó, cây này cũng là chất liệu bằng đồng nguyên cây, bầu này được 1 lít dầu nha. Nói chung là xài cũng là khá tốt luôn nha cô chú anh chị mình ha. Cũng là giá 2,3 triệu, em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đây, tới phù điêu. Còn một cái duy nhất, một bộ duy nhất là phù điêu nha. Đó, đây, máy là đóng dệt manin nha cô chú anh chị mình ha. Mình gỡ cái chuông chén ra là nó sẽ đóng dệt manin ở phía sau. Em bao là đồ ghim của nó luôn là khoảng 99% là đồ dệt manin nha. Đó, rất là đẹp, chất liệu là bằng đồng cái tượng nha. Phù điêu này là bằng đồng, còn máy là đóng dệt manin. Chiều cao là 41, bề ngang của nó luôn là 3 tấc 7. Hàng liền lạc và lành lặn luôn nha. Hai cặp chân nến hai bên của nó luôn là 5kg. Đó, bộ này của chú anh chị mình cứ chùi về sơ sơ thôi là nó rất là đẹp, tại chất liệu là bằng đồng. Dưới đá, mặt số là mặt men. Đó, cái này nó không có kiến nha cô chú anh chị mình ha. Mặt này là nguyên zin của nó là không có kiến luôn. Đó, rất là đẹp. Máy là em bao đóng dệt manin, hàng nguyên zin nha, 99% là đầu zin. Đó, mã số 17K. Bộ này thì em bao cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, xài thoải mái vô tư, có giá là 13 triệu bao ship toàn quốc. Đó, đồng hồ thì em bao xài nha. Máy móc thì em bao là zin 99% cho quý của chú anh chị mình luôn. Mã số 19, đã một bộ tranh đá cô gái Nhật nha, rất là đẹp, vẽ tay, cao là 44, bề ngang của nó luôn á là 2 tấc 3. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha, hoa văn là vẽ tay luôn. Đó, bức này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn có giá là 1 triệu, bao ship toàn quốc, mã số 19K. Đó, mã số 17K, chứ quên, em xin lỗi, mã số 18K. Đây, cô chú chị mình xem giùm em ha. Đó, một bức tranh giải nha, rất là đẹp. Cao là 3 tấc rưỡi, bề ngang của nó luôn á là 47 nha. Đó, hàng thì liền lạc lành lặn luôn. Đó, tranh này là chuẩn xưa cho cô chú chị mình luôn nha, tầm 20-30 năm. Đó, bức này thì em cũng giao lưu là 1 triệu luôn, em bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình ha. Đó, rất là đẹp, hàng liền lạc và lành lặn luôn. Mã số là 20K, một cặp đôn, mặt đá, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng.
Hàng thì liền lạc lành lặn, không có bị bể mẻ gì hết. Cao là 80, mặt đôn là 3 tấc nha cô chú anh chị mình ha. Đây mặt đôn đá. Một cặp thì em bán là 4,5 triệu. 101 cây á, một cây đôn á là em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn là 2,5 triệu nha. Mua một cặp em bớt 500.000 tiền ship. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em một dòng rất là đẹp. Đó, đây. Đó, cặp này thì 4,5 triệu nha cô chú anh chị mình ha. Có một cây thì á là 500. À, một cây là 2,5 triệu chú anh em xin lỗi. Đây, mã số 21K, một con ngựa sắc thuốc ghê. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Một con ngựa sắc thuốc ghê. Đó, hàng này thì liên lạc và là lặn luôn. Đó, nói chung là thuốc ghê thì để từ đây xuống đây. Đó, bên đây là nó có cái cây sắt để mình bào nó không có mòn nè. Mình sắt thì thuốc nó sẽ ra đây, mình sẽ sắt nha. Đó, ngựa sắc thuốc ghê. Đó, đồ này thì chuẩn xưa. Chất liệu gỗ là bằng gỗ. Chiều dài là 90. Đó, bề ngang cái này á, là 2 tấc nha cô chú anh chị mình ha. Nói chung là đồ nguyên zin. Đó, rất là đẹp. Liên lạc và là lặn luôn, mã số 21K. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4 triệu. 4 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, chuẩn đồ xưa luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Quảng An, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 22K, một bộ bức tranh. Đó, thiên hạ Thái Bình rất là đẹp luôn. Chiều cao là 1m07. Đó, cao là 1m07 nha. Đó, cô chú chị mình lưu ý giùm em, cao là 1m07. Đây, chiều dài. Chiều dài của nó luôn nha. Chiều dài là 1m17. Cao là 1m07. Đó, bề dài là 1m17. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Đó, em bao hàng chất liệu gỗ của chú chị mình làm bằng gỗ đỏ. Có về của chú chị mình có thể phan thử nha. Đó, để coi cái ruột trong là bằng gỗ đỏ hay là mờ cây khác á. Thì nếu mà đúng gỗ đỏ thì của chú chị mình nhận hàng giùm em, còn không đúng thì cứ trả lại cho em. Đó, không mất 1.000 phí ship nào của quý của chú chị mình hết. Đó, đó là hàng em bao trên YouTube này nha. Của chú chị mình cứ an tâm. Còn cái tích của nó là ốc là vàng chanh đỏ lửa, rất là đẹp luôn. Liền lạc lành lặn, nói cho bức tranh này hai người ginh hoặc là mới có nổi nha cô chú chị mình ha. Để em đo thử cái đố nó thử dày bao nhiêu. Đây, đố này là dày 5 phân nha. Đó, đố dìm này dày 5 phân phía ngoài. Đó, bức tranh này thì chỗ này thì nó dày phân có 2 phân. Đó, liền lạc và là lặn luôn. Đó, bức này thì em bao xài cho quý cô chú chị mình luôn nha. Rất là đẹp. Đó, đây. Những đầu này là nó phá lại hết trơn luôn nha, em phá lại hết. Chất liệu gỗ là bằng gỗ nha. Phía sau này là em không sơn phết gì hết nhân nha. Trước thì đánh mặt ly nhẹ nhẹ thôi, còn phía sau này là nguyên zin của nó luôn. Bát này là bát mới. Đó, có sao là em nói như vậy nha. Bức này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Có giá là 23 triệu, em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. 23 triệu em bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó. Cô chú anh chị mình lưu ý giùm em, đồ này là đồ bằng gõ thì chúng em sẽ bao cho cô chú anh chị mình là bằng gõ nha. Đó, đây tới mã số 23K, chính là một cái máy hát đĩa nha. Đường lắm liệt quay phong, sao không cầm binh chống cự với con ta ở chốn trận tiền. Đó, nói chung là nhiều khi những cái bản nhạc thì nó sẽ có bản quyền, chúng em sẽ không hát được lâu nha. Nhưng mà đồ này thì em bao xài cho quý cô chú anh chị mình luôn. Thứ nhất, thứ hai nữa là bao chuẩn đồ xưa nha. Đó, đã qua sử dụng cũng khoảng 30-40 năm rồi. Nói chung là những cái này thì em bao cho quý cô chú anh chị mình luôn. Là tầm khoảng cả 30 năm tuổi trở lên. Đó, mình có thể là hát FM, AM cũng vẫn được luôn nha. Vẫn hát đài được bình thường. Đó, đây. Nói chung là mình dò đài là mình hát bình thường nha. Đó. Đó, nói chung là mình hát đài là bình thường đó. Tại vì này em chưa có dò đài lại cho cô chú chị mình ha. Đó, nhưng mà là em bao cho cô chú chị mình là hát đài bình thường luôn. Đây là nhãn hiệu của chú chị mình, có thể search lên Google là mình biết tuổi đời được những cái máy này nha. Xài điện là 220. Chiều cao là 86. Bề ngang của nó luôn á là 57. Chiều sâu vô của nó luôn là 3 tấc 8. Đó, quay ra đằng sau cho cô chú chị mình xem nha.
thùng thì liền lạc lành lặn luôn. Đó, nói chung là rất là đẹp. Mặt dưới này nè, đây. Máy móc là em bao đầu zin 99% cho quý cô chú anh chị mình ha. Đó. Đây, máy này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 19.500.000. 19.500.000 em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn và em bao xài. Còn máy hát này thì em tặng cho cô chú anh chị mình khoảng 2 cái đĩa hoặc là 3 cái đĩa cũng vẫn được nha. Đó, đĩa cải lương ngày xưa. Mã số 25K. 24K. Đó. 24K nha. Đây đem quay sập giường trước đi. Đó, một cái sập giường mã số 24K. Ốc là vàng chanh đỏ lửa. Cẩn là 4 mặt, cẩn là 3 mặt luôn nha. Đó, chỉ có vách lưng của nó thì mình đưa vô vách rồi thì nó không có cẩn thôi. Còn tất cả đều là cẩn hết, rất là đẹp. Liền lạc và lành lặn luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, dài á, bề sâu vô là 1m8. Sâu vô là 1m8 nha. Đó, chiều dài của nó luôn là 2m2. 2m22. Đó, 2m22 nha. Rất là đẹp luôn, hàng liền lạc và lành lặn luôn nha. Đố này dày là 5 thân. Mã số 24K. Đá là còn nguyên zin, rất là lạnh nha, rất là đẹp. Đó, ốc là vàng chanh đỏ lửa, không thiếu một con ốc nào hết. Chất liệu gỗ là bằng cẩm lai. Tuổi đời thì em bao cho cô chú chị mình luôn tầm khoảng chừng 20-30 năm. Đó, trở lên. Nói chung là tầm 30 năm trở lên. Giường này thì em bao cho cô chú chị mình luôn tầm là khoảng cả 10 người ginh mới nổi cái giường này nha. Hoặc là trên 10 người. Còn gỗ là bằng cẩm lai, là gỗ cẩm lai hồi xưa nha. Đó, cô chú chị mình lưu ý giùm em. Đó, rất là đẹp. Hàng thì liên lạc lành lặn, không có bị bể mẻ đắp giá, không có thiếu một con ốc nào hết. Đó, đặc biệt giá ưu đãi ngày hôm nay. Đó, không có kể lời lỗ luôn. Đó, giường này em giao lưu với quý cô chú anh chị mà luôn, có giá là 245 triệu. 245 triệu em bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. 245 triệu bao phí ship toàn quốc, không kể lời lỗ ngày hôm nay luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem lại giùm em ha. Cái giường rất là đẹp. Mã số 25K. Đó chính là một bộ bàn ăn gồm có là 8 cái ghế và một cái bàn. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Cái bàn này chiều dài của nó luôn là 1m76, 1m76 nha. Bề ngang 9 tấc 3. Chiều cao 8 tấc. Đó, bộ bàn này là mặt đá nguyên zin, không có bị bể mẻ đắp giá bất cứ chỗ nào, rất là đẹp luôn. Đó, 8 cái ghế này cẩn ốc 2 mặt. Đó, ghế này rất là bự nha. Này, cô chú chị mình xem giùm em cái vách lưng. Vách lưng cái ghế này là 1m1 chiều cao. Bề ngang mình dựa lưng á là 4 tấc rưỡi. Đây, chỗ ngồi lớn nhất của nó luôn là 5 tấc 3. Chiều sâu vô á là 4 tấc 6, ngồi rất là thoải mái nha. Cái đố ghế này á là nó dày khoảng cỡ vách lưng á là 3 phân rưỡi nha. Đó. Ốc cũng cẩn rất là đẹp, liên lạc và lành lặn. Tuổi đời bộ bàn này thì em bao cho cô chú chị mình tầm khoảng 20 năm trở lên. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Đó, quay từng chi tiết cái mặt đá dân mây cho cô chú chị mình xem, rất là đẹp, liên lạc và lành lặn luôn. Đó, bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình giá đặc biệt ưu đãi ngày hôm nay 68 triệu. 68 triệu em bao phí ship 1000 cây số cho quý cô chú anh chị mình ha. 68 triệu em bao phí ship 1000 cây số cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Đó, Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.